Ở đây nó sẽ có một tờ giấy hướng dẫn này, mình sẽ chia giúp em thành các cái đánh dấu như thế này nhé. Số 1, số 2 gồm những cái gì này. Và đây nó sẽ có này là số lượng của cái thanh đấy, ví dụ 16, 2 hay là 2, đây là nó sẽ có số lượng thanh luôn. Để mình kiểm tra xem nó có đủ không đã nhá. Sau đó mình sẽ phân thành các cái số của nó này. Và đây nó có cái tờ giấy hướng dẫn này, hướng dẫn lắp này. Thì số nào ở đâu thì nó đã hướng dẫn hết rồi. Ví dụ như là cần số 9 này hay là cần số 12 là tất cả nó đã hướng dẫn mình rồi. Thì cần số nào mình sẽ lắp như thế. Nên mình sẽ lắp như thế này. Mình sẽ cần chuẩn bị này, hai thanh số 8, một tấm số 6 là sẽ gồm là hai thanh số 8 này, một tấm số 6 này. Tiếp theo là mình sẽ cần bốn cái số 1 là bốn cái số 1 đây. Và hai thanh số 7, hai thanh số 7 đây. Đây là mình sẽ lắp bước đầu tiên. Đây là mình sẽ lấy hai cái thanh này nhá. Bỏ vào hai chỗ này. Hai thanh này thì mình sẽ để tương tự như thế để ở hai phần này. Tiếp theo này, lưu ý giúp em là cái trục này nhá. Cái trục dài mình sẽ để nó là chân trống ở dưới đất. Để bốn trụ ở bốn góc như thế này. Bốn trụ nó sẽ có bốn trụ bốn góc. Ấn mạnh, vừa ấn mạnh người ấy vào để cho nó vào khớp cái sát cái này nhá, như thế này. Thì chúng ta sẽ được một cái thành phẩm như thế này. Tôi sẽ làm tương tự với bốn tầng như thế này nhá. Và tiếp tục là sử dụng những cái thanh như thế này chồng lên. Chồng tương tự với bốn tầng còn lại và để mất như này. Khi xong này là chúng ta sẽ được như này. Chúng ta làm tương tự với bốn tầng còn lại lắp lên trên. Mình lắp xong cái khung này rồi này, nó sẽ còn dư bốn cái số 8. Bốn cái số 8 tiếp tục mình sẽ lắp như thế này nhá. Lắp bốn là bốn góc như thế này, sẽ lên là bốn. Tiếp theo là đến bước này nhá. Thì mình sẽ cần là một cây số 12 này, hai cái thanh số 10, hai cái cút số 2 và hai cái cút số 3. Thì mình cũng sẽ để như thế này này. Nó sẽ là như này. Đây, cút này thì mình sẽ để như thế này. Và hai cút này thì sẽ quay xuống như thế này nhá. Là mình sẽ đi xong cái bước này rồi đấy ạ. Sau khi lắp xong này, mình sẽ ghép như thế này nhé. Sau này mình sẽ cần là hai thanh số 11 này, hai thanh số 11. Và tiếp tục như thế nhé, mình sẽ lắp trụ này, trụ này và trụ này. Sau đó này chúng ta sẽ dùng hai cái số thanh số 8 này và hai thanh cái cút số 4 nhé. Hai thanh số 8 này mình sẽ để như này. Còn một tầng tương tự đó thì chúng ta cũng lắp tương tự, sau đó chỉ việc ấn vào như thế này. Chi tiết cuối cùng này nó sẽ gồm cái móc như thế này. Móc này thì nó sẽ đầu nhọn này như kia này. Và như thế này. Đúng rồi, đây tương tự như thế. Đây là thành phẩm.